Câu lạc bộ Muông Thông United thông báo, thủ môn Đặng Văn Lâm đã bình phục chấn thương và đang nỗ lực tập luyện để lấy lại thể trạng tốt nhất. Dự kiến, người gác đền sinh năm 1993 sẽ sẵn sàng thi đấu khi Thái Lịch trở lại sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19. Đặng Văn Lâm đã hồi phục mạnh mẽ và gần như tìm lại 100% thể lực. Muông Thông United chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời đăng tải đoạn clip về tình hình tập luyện của thủ môn đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Thái Lịch 2020 đang bị hoãn đến ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Sonmot Pupamuan thừa nhận giải đấu có thể phải hoãn lâu hơn bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước khi bị hoãn, Thái Lịch 2020 đã diễn ra 4 vòng đấu và Đặng Văn Lâm có khởi đầu 10 giải không như ý cùng Muông Thông United. Trong 2 vòng đầu tiên, Văn Lâm bắt chính. Muông Thông United lần lượt thua Batum United 1-2 và Bangkok United 0-1. Ở 2 vòng tiếp theo, Văn Lâm đều phải ngồi dự bị cho Sompongyok bắt chính. Khi đó, Muông Thông United lần lượt giành chiến thắng Rayong 3-0 và Chobori 1-0. Điều này gây ra nhiều đồn đoán về tương lai của Đặng Văn Lâm tại đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, Muông Thông United sau đó đã phá vỡ sự im lặng khi thông báo Đặng Văn Lâm gặt chấn thương và chia sẻ video về quá trình tập hồi phục của thủ môn đội tuyển Việt Nam.